Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá. Xin chúc mừng đội tuyển U17 Việt Nam. U17 Việt Nam đã thắng U17 Qatar trong trận giao hữu chuẩn bị cho giải đấu châu Á. Tuy đây chỉ là giải đấu giao hữu thôi, nhưng nó đã lấy lại được rất nhiều niềm tin từ người hâm mộ. Và giải đấu này thì đội tuyển U17 Việt Nam của chúng ta nằm ở bảng nào? Bảng đấu đó có khó khăn gì hay không? Đội tuyển nào là đội tuyển mà chúng ta cần phải quan tâm? Giải đấu này sẽ diễn ra ở đâu? Hãy bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cùng chúng tôi theo dõi những diễn biến mới nhất về U17 châu Á cũng như U17 Việt Nam tại đấu trường quốc tế. Giải U17 châu Á năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 tại Thái Lan. Đội U17 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đội Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. Để chuẩn bị cho giải châu Á, đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có đợt tập huấn tại nước ngoài. Vào đêm qua ngày 21 tháng 5, nhân chuyến tập huấn tại Qatar, U17 Việt Nam đánh bại đội chủ nhà là U17 Qatar trong trận giao hữu với tỷ số là 2-0. Các bàn thắng của U17 Việt Nam trong trận đấu này được ghi do công của Huỳnh Triệu và Công Phương. Các thông tin chi tiết về trận đấu như đội hình xuất phát, diễn biến trận đấu vẫn chưa được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiết lộ. Đây là trận đấu giao hữu thứ hai trong đợt tập huấn trên đất Qatar. Trước đó thì U17 Việt Nam có trận hòa 0-0 với đội tuyển Lào. Trận đấu này không nằm trong kế hoạch ban đầu của U17 Việt Nam. Khi sang Qatar tập huấn thì tình cờ U17 Việt Nam gặp Lào bởi họ cũng chọn Qatar là nơi tập huấn cho vòng chung kết U17 châu Á 2023. Sau đó thì ban huấn luyện của hai đội đã sắp xếp một trận đấu để giúp cho các cầu thủ thêm cơ hội cọ sát. Trận đấu đã diễn ra trong 90 phút và được chia làm hai hiệp, mỗi hiệp 45 phút. Về phía đội tuyển U17 Việt Nam, do vừa phải trải qua giai đoạn tập nặng trong nước nên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng không đặt ra yêu cầu cao với các học trò của mình. Ông chỉ nhắc nhở các cầu thủ chơi bóng tập trung, thoải mái tinh thần và thể hiện sự tôn trọng của đội bạn dù đây chỉ là một trận đấu tập. Đội tuyển U17 Việt Nam đã cho thấy khả năng kiểm soát bóng và phát động tấn công khá tốt. Tuy nhiên các pha lên bóng chỉ mới dừng lại ở mức độ tạo ra cơ hội mà chưa thể dứt điểm thành bàn. Trong khi đó, U17 Lào cũng thể hiện nhiều sự tiến bộ rõ ràng và khẳng định việc giành vé vào vòng chung kết U17 châu Á 2023 là hoàn toàn xứng đáng. Và không ít lần các cầu thủ xứ Triệu Voi đã tạo ra sóng gió trước khung thành của U17 Việt Nam bằng những pha lên bóng sắc sảo. Ngay sau trận đấu với U17 Qatar, U17 Việt Nam lên đường sang Nhật Bản cho giai đoạn tập huấn tiếp theo, diễn ra từ ngày hôm nay, ngày 22 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6. Dự kiến trong những ngày ở Nhật Bản thì đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có thêm 3 trận đấu giao hữu và trận đấu tập với đội bóng trẻ ở xứ sở mặt trời mọc. Giải U17 châu Á có tổng cộng 16 đội tham dự, 4 đội có thành tích tốt nhất giải sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 17 vào tháng 10 tới đây. Điều đó đồng nghĩa với việc U17 Việt Nam giành quyền vào bán kết U17 châu Á năm nay. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ có vé dự giải U17 thế giới. Và kính thưa quý vị và các bạn, thì tuy nhiên trận đấu này giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Qatar chỉ là trận đấu giao hữu thôi. Nhưng mà chúng tôi cũng xin chúc mừng đội tuyển U17 Việt Nam đã phần nào đó nhen nhóm tia hy vọng cho người hâm mộ tại đấu trường quốc tế. Và chúng tôi luôn dõi theo những đôi chân của các cầu thủ U17 Việt Nam. Còn các bạn thì sao? Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để chúng ta cùng đồng hành với U17 Việt Nam tại vòng loại U17 châu Á. Và câu chuyện U17 Việt Nam sẽ rất dễ tái ngộ với U17 Thái Lan ở vòng chung kết U17 châu Á. U17 Việt Nam và U17 Thái Lan từng gặp nhau ở bán kết giải Đông Nam Á vào năm ngoái. Khi đó thì các đội bóng còn là U16, trận đấu diễn ra rất căng thẳng với phần thắng thuộc về U17 Việt Nam để ghi tên mình vào chung kết. Trong khi đó thì Thái Lan chỉ về thứ 3. Mới đây họ lại thua Việt Nam 0-3 khi tham dự vòng loại U17 châu Á. Nhưng thất bại này đã gây ra một luồng chỉ trích rất lớn hướng về các cầu thủ trẻ cũng như những người làm bóng đá Thái Lan. Chính vì vậy mà họ sẽ rất quyết tâm lấy lại hình ảnh ở lần tổ chức vòng chung kết U17 châu Á vào tháng 6 tới. Đây là giải đấu mà Thái Lan đã thay thế Brazil vào phút chót để đăng cai. Với tư cách là chủ nhà, Thái Lan dĩ nhiên được xếp là hạt giống trước lễ bốc thăm. Họ đứng ở nhóm 1 cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản và Tajikistan. Trong khi đó, vì đứng cuối ở lần tham dự U17 châu Á trước đó, nên Việt Nam chỉ đứng ở nhóm 3 với Afghanistan, Malaysia và Saudi Arabia. Trong tháng 4 và tháng 5 thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ đưa đội tuyển Việt Nam để đi huấn luyện và thi đấu giao hữu khắc nghiệt. Và sau đó thì đội tuyển U17 Việt Nam sẽ sang Thái Lan dự giải. Trụ cột của U17 Việt Nam vẫn là lứa U16 từng về nhì vào năm ngoái như Công Phượng, Trọng Tuấn, Công Hậu, Đức Thiện, Xuân Toàn và nhiều các cầu thủ trẻ khác. Và đây cũng là điểm kết trong câu chuyện chiều hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn buổi tối ấm áp bên gia đình thân yêu.